Công an điều tra vụ nữ sinh trộm váy bị chủ xốp hành hạ. Giật điện thoại bị truy đuổi, thanh niên dùng hung khí tấn công người dân nhằm cướp xe máy tẩu thoát. Bị kỷ luật, cô giáo dạy văn uống thuốc tự vẫn trước mặt hiệu trưởng. Quảng Nam, thầy cúng chữa căn làm cô gái trẻ mang thai. Kẻ cắt tóc làm nhục nữ sinh trong tiệm quần áo tại Thanh Hóa phạm tội gì? Quý vị vừa điểm qua những tin tức chính có trong chương trình ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Công an điều tra vụ nữ sinh trộm váy bị chủ shop hành hạ. Hàng chục chiến sĩ công an đã vào cuộc điều tra khám xét shop Mai Hường, nơi nữ sinh bị đánh đập cắt tóc sau khi trộm chiếc váy tại shop. Theo ghi nhận của phóng viên vào dạng sáng nay mùng 4 tháng 12, công an thành phố Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra, đồng thời tiến hành khám xét shop quần áo Mai Hường, nơi nữ sinh bị đánh đập cắt tóc. Theo đó, hàng chục cảnh sát đã có mặt tại hiện trường khám xét và tiến hành thu giữ hàng hóa bên trong shop. Trong khi có nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi và bày tỏ sự bức xúc trước việc hành xử của chủ shop Mai Hường đối với nữ sinh trong clip lan truyền trên mạng. Trước đó vào sáng ngày 3 tháng 12, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại sự việc một nữ sinh trộm chiếc váy ngắn ở một số quần áo có tên là Mai Hường, có địa chỉ trên đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, bị chủ quán bắt quả tang. Ngay sau khi bị bắt quả tang, nữ sinh đã quỳ xuống khóc lóc xin chủ shop tha thứ, tuy nhiên chủ sốc không đồng ý và còn dọa quay clip đưa lên mạng. Em biết lỗi rồi chị ơi." Nữ sinh liên tục khóc lóc lên tiếng xin tha. Do quá sợ hãi bị quay clip lên mạng nên nữ sinh đã dùng mũ bảo hiểm để che mặt và tiếp tục xin tha. Trong khi đó nhiều người vẫn không tha cho nữ sinh, súng lại kéo mũ bảo hiểm ra bên ngoài. Tại thời điểm xảy ra sự việc, một số người có mặt tại shop quần áo này còn hỗ trợ chủ quán cầm kéo đánh vào đầu và cắt tóc của nữ sinh này. Toàn bộ đoạn clip cho thấy những người phụ nữ lớn tiếng đe dọa hành hung, đồng thời kéo mũ bảo hiểm ra để quay mặt cô gái. Ngay sau khi đoạn clip được lan truyền trên mạng, nhiều người bày tỏ sự bức xúc trước việc hành xử của chủ shop Mai Hường. Gia đình nữ sinh đã đến cơ quan công an trình báo. Ngay trong ngày, công an phường Lam Sơn và công an thành phố Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra làm rõ. Hiện vụ việc đang được công an thành phố Thanh Hóa điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Giật điện thoại bị truy đuổi, thanh niên dùng hung khí tấn công người dân nhằm cướp xe máy tẩu thoát. Bị truy đuổi khi cướp điện thoại của một cô gái, đối tượng này đã dùng dao để cướp xe máy nhằm tẩu thoát. Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đã lập hồ sơ điều tra vụ một nam thanh niên giật điện thoại, dùng hung khí tấn công cướp xe của người dân, định tẩu thoát khi bị truy đuổi. Theo đó, vào chiều ngày 2 tháng 12, chị HTTT, 25 tuổi, quê Sóc Trăng, sử dụng điện thoại iPhone 12 Pro Max mở bản đồ tìm nhà người thân trên đường số 3 thuộc phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Bất ngờ nam thanh niên chạy xe Exciter 135 từ phía sau tới, giật điện thoại trên tay chị T rồi bỏ chạy. Bị cướp, chị T hô hoán và phóng xe đuổi theo khoảng 500 mét. Lúc này các thành viên thuộc nhóm phòng chống tội phạm quận Bình Tân đang lưu thông ở khu vực nghe tiếng chi hô nên đã điều khiển xe máy truy đuổi tên cướp. Đến giao lộ giữa đường 1 và đường số 16 quận Bình Tân, do không làm chủ được tốc độ nên đối tượng bị ngã xe, phải bỏ lại phương tiện và chạy bộ tìm đường thoát thân. Nam thanh niên chạy bộ được khoảng 200 m thì bị người dân ở khu vực hô hoán truy bắt. Thấy người dân đang ngồi trên xe máy ở bên đường, đối tượng lấy dao tấn công định cướp xe tẩu thoát nhưng bất thành. Do đi vào đường cụt, tên cướp đã quăng vũ khí xuống bãi cỏ và bị nhóm phòng chống tội phạm khống chế, đưa về bàn giao cho công an phường Bình Hưng Hòa B để xử lý. Tại đây, nam thanh niên khai tên là H, 19 tuổi, quê ở Bến Tre và thừa nhận hành vi cướp giật điện thoại của người đi đường. Cùng ngày, Công an quận Bình Tân tiến hành dựng lại hiện trường, lấy lời khai của nạn nhân để phục vụ công tác điều tra. Danh tính nghi phạm chưa được công bố do cơ quan công an tình nghi người này cùng đồng bọn thực hiện nhiều vụ cướp khác trên địa bàn. Bị kỷ luật, cô giáo dạy văn uống thuốc tự vẫn trước mặt hiệu trưởng. Trong cuộc họp kỷ luật vào chiều ngày 2 tháng 12, một giáo viên trường trung học cơ sở Hoàng Quốc Việt, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đã uống thuốc ngủ ngay trước mặt hiệu trưởng và đồng nghiệp. Sự việc xảy ra vào ngày 2 tháng 12 sau cuộc họp kiểm điểm viên chức vi phạm của trường trung học cơ sở Hoàng Quốc Việt đối với cô Võ Thị Như Hoa, giáo viên dạy văn tại trường trong thời gian qua. Ngay sau khi cuộc họp vừa kết thúc, cô Võ Thị Như Hoa đã uống thuốc để tự vẫn ngay trước mặt hiệu trưởng và nhiều giáo viên. Ngay lập tức cô Hoa đã được đưa vào bệnh viện quận 7 cấp cứu. Cô Hoa xuất viện trong tối cùng ngày, sau khi nhập viện gần 3 giờ đồng hồ với chẩn đoán ngộ độc thuốc gây ngủ khác chưa xác định. Thông tin ban đầu từ cô Võ Thị Như Hoa trong cuộc họp ngày 2 tháng 12, căn cứ vào thông báo số 322 TB HQV ngày 24 tháng 11 năm 2021 của nhà trường kỷ luật cảnh cáo cô vì trường cho là vi phạm. Việc tổ chức cuộc họp để yêu cầu cô tự nhận hình thức kỷ luật theo quy định, trước mặt lãnh đạo nhà trường và toàn thể viên chức nhà trường. Theo nữ giáo viên, mình không nhận được thông báo hay giấy mời về cuộc họp. Khi biết tin có cuộc họp này, cô lập tức đến trường tham dự. Tại đây cô đề nghị hiệu trưởng cung cấp các văn bản có đóng dấu mộc đỏ, giấy tờ của cơ quan chức năng để chứng minh có các vi phạm dẫn đến phải ra quyết định kỷ luật, nhưng yêu cầu này không được đáp ứng. Cảm thấy quá uất ức với quyết định kỷ luật, sau khi cuộc họp vừa kết thúc, cô Hòa đã uống thuốc tự vẫn ngay trước mặt hiệu trưởng và nhiều đồng nghiệp. Trao đổi với báo chí ông Trương Hương Hảo, hiệu trưởng trường trọc cơ sở Hoàng Quốc Việt xác nhận, có sự việc giáo viên của trường uống thuốc tự vẫn được đưa đi cấp cứu sau khi kết thúc cuộc họp vào chiều ngày 2 tháng 12 vì hiệu trưởng cho biết cuộc họp kiểm điểm cá nhân nói trên diễn ra hết sức bình thường theo đúng quy trình trước đó trường đã nhiều lần gửi thư mời họp đến địa chỉ nhà theo hồ sơ viên chức của cô hoa đồng thời chụp hình thư mời gửi email cho cô hoa nhưng không nhận được phản hồi nhân viên nhà trường gọi điện liên lạc với hoa nhưng không được vậy nên dù vắng mặt cô hoa trường vẫn tổ chức cuộc họp ông trương hương hảo cho rằng khi bắt đầu cuộc họp thì thấy cô Hoa xuất hiện và khẳng định cuộc họp này diễn ra hoàn toàn bình thường, đúng quy trình, không ai có lời lẽ hay hành động mang tính xúc phạm đến cô giáo. Đến cuối buổi họp, cô Hoa lấy thuốc ra uống rất nhanh, nhiều giáo viên thấy nhưng không ngăn cản kịp. Khi đó các thầy cô cũng động viên cô nhà ra, còn nhà trường lập tức gọi xe cấp cứu. Được biết, trường trung học cơ sở Hoàng Quốc Việt đã gửi báo cáo về sự việc lên phòng giáo dục và đào tạo quận 7. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Quảng Nam, thầy cúng chữa căn làm cô gái trẻ mang thai. Sáng nay, Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho hay đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Văn Đức Liên, sinh năm 1969, chú xã Bình Triều, về tội cưỡng dâm. Theo điều tra, ông Liên tự học đạo năm ông rồi dùng tập vở ghi chép các câu kinh, chú và vẽ các hình bùa phép. Ông ta tự nhận chữa căn là bệnh do phụ nữ bị người âm đeo bám nên không có người yêu và chữa cho trẻ em những chứng khó ngủ khóc đêm khi có người đến nhờ chữa bệnh ông liên niệm kinh chú để người âm nhập vào người lên đồng bắt mạch phán bệnh vẽ bùa chú đốt bỏ vào một chai nước cho người bệnh uống vẽ bùa bắt mang theo bên người đối với phụ nữ ông này cũng vẽ bùa đốt vào ly nước cho bệnh nhân uống sau đó dùng dao lệnh đập lên người làm phép bắt bệnh nhân cởi bỏ trang phục để xoa thuốc lên người Khoảng từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 9 năm 2021, lợi dụng việc chữa căn, ông Liên đã nhiều lần quan hệ với một cô gái 21 tuổi dẫn đến người này có thai. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Kẻ cắt tóc làm nhục nữ sinh trong tiệm quần áo tại Thanh Hóa phạm tội gì? Hình ảnh một cô gái trẻ khóc lóc quỳ xuống van xin nhưng vẫn bị một người dùng chân đá mạnh vào đầu, lấy kéo cắt tóc nham nhở khiến cho nhiều người thương cảm. Trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh cô gái trẻ đang quỳ gối dưới đất, khóc lóc van xin, vẫn bị một người phụ nữ đá vào mặt, đầu rồi lấy kéo cắt tóc nạn nhân, khiến cho dư luận bức xúc phẫn nộ. Qua nội dung đoạn clip này thì nữ sinh này được cho là trộm một chiếc chân váy trị giá 160.000 đồng và bị chủ shop phát hiện. Mặc dù không ngừng khóc lóc xin tha và hứa sẽ bồi thường chiếc váy đó, nhưng nữ chủ shop không bỏ qua mà bắt nữ sinh phải bồi thường 15 triệu đồng trong 3 ngày đồng thời một số người tại cửa hàng quần áo còn hỗ trợ chủ quán khống chế để chủ xốp cầm kéo đánh vào đầu, cắt tóc và cắt dây áo ngực của nữ sinh này. Sự việc gây phẫn nộ, ngay trong đêm dạng sáng ngày 4 tháng 12, Công an thành phố Thanh Hóa đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ đến xốp quần áo trên để tiến hành điều tra làm rõ. Chủ xốp quần áo Mai Hường cũng đã được mời lên cơ quan công an để làm việc, tiến hành lấy lời khai. Cơ quan điều tra cần vào cuộc xác minh làm rõ sự việc và có thể sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội làm nhục người khác theo điều 155 Bộ luật hình sự năm 2015 để xử lý đối với những người đã xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm của cô gái trong clip. Diễn biến sự việc qua clip và tin nhắn cho thấy cô gái đã lấy một món đồ trong cửa hàng trị giá 160.000 đồng. Pháp luật bảo vệ tài sản của công dân nhưng cũng bảo vệ danh dự nhân phẩm của con người. Bởi vậy nếu hành vi của cô gái là trộm cắp tài sản thì với số tiền dưới 2 triệu đồng thì sẽ bị xử phạt hành chính chứ chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Pháp luật nghiêm cấm hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm của người vi phạm hành chính. Người nào phát hiện ra người khác trộm cắp tài sản của mình thì chỉ được phép bắt giữ, trình báo sự việc cho cơ quan chức năng để xử lý, không được phép tự xử lý như vậy. Hành vi đánh đập, hành hạ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác với bất kỳ lý do gì đều là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Rất nhiều tin tức đáng chú ý khác đang chờ đón quý vị trong các bản tin tiếp theo trên kênh Tin tức Việt. Quý vị đừng rời kênh vì Quỳnh Anh sẽ quay trở lại ngay sau đây.